Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 10, mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý. Gần 3 tạ pháo hoa nổ được cất giấu trong xe ô tô con để vận chuyển từ biên giới về nội địa tiêu thụ vừa bị lực lượng Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ vào rạng sáng nay. Vào lúc 4 giờ ngày 18 tháng 10, Công an huyện Đắk Rông phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 74A-17823 di chuyển theo hướng Lao Bảo, Đông Hà, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 163 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống và 20 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Tại cơ quan công an, tài xế Trần Thanh Long, trú tại xã Do Hải, huyện Do Linh khai nhận số pháo hoa trên được Long nhận trở thuê từ xã Tân Long, huyện Hướng Hóa về khu vực ngã Tư Sòng, huyện Cam Lộ. Đồn biên phòng cửa khẩu Vạn Lý, Bộ đội biên phòng Cao Bằng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành huyện Hạ Lang bắt giữ các đối tượng vận chuyển 16.000 quả trứng vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng Ma Văn Chiến, Triệu Văn Huy, Lê Hồng Phú và Trần Hùng Cường bị bắt quả tang khi đang chở số hàng trên bằng xe ô tô mang biển kiểm soát 89C27868 đỗ ở khu vực biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số trứng vịt kể trên. Cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tiến hành tiêu hủy số gia cầm trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 9 vừa qua, ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất đó là giả mạo website, lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link hoặc các file nén, lừa đảo thẻ tín dụng và chiếm đoạt tài sản thông qua mã QR. Và cũng trong tháng 9, thì hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia cũng đã ngăn chặn triệt để 441 website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến. Hiện các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước đều đang tích cực phối hợp để phòng chống vấn nạn này. Trang fanpage, cổng không gian mạng quốc gia do Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia xây dựng thường xuyên cập nhật những thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới. Đây là kênh thông tin người dân có thể theo dõi, tham khảo để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Để tự bảo vệ mình trên không gian mạng thì việc đầu tiên thì để ý thông tin trên các cái nền tảng truyền hình hay là nền tảng mạng xã hội của các cơ quan chức năng tổ chức thường xuyên đưa về những cái hình thức lừa đảo hay là những cái cách phòng tránh, dấu hiệu nhận biết để có thể nhận biết được các hình thức lừa đảo. Vấn đề thứ hai, phải luôn có ý thức bảo vệ được thông tin cá nhân của chính bản thân mình trên không gian mạng, không cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như là căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt hay là OTP cho bất kỳ một cái đối tượng nào trên không gian mạng cả. Cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an cũng đang tích cực tuyên truyền qua nhiều kênh, dưới nhiều hình thức để nâng cao sự cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, cơ quan công an tổ chức tốt công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Thời gian 9 tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các cái đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Chúng tôi rà soát và ngăn chặn trên 22.400 website, tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật. Thì trong đó thì có nhiều trang mạng hoạt động tổ chức đánh bạc và quảng cáo cờ bạc lô đề, rồi các cái trang mạng liên quan đến trò chơi có tính chất cờ bạc, rồi các cái website tài khoản giao bán bằng cấp giả, rồi các cái hội nhóm fanpage tài khoản cá nhân giao bán ma túy cần sa vân vân, rồi các cái trang mạng liên quan đến truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và các cái trang mạng vi phạm bản quyền. Đấy, thì chúng tôi đã tích cực ngăn chặn làm sạch các cái thông tin trên môi trường mạng. Hiện nay, lực lượng công an đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là giải pháp ngăn chặn dòng tiền vi phạm pháp luật. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu và xác minh thông tin nhận biết chủ tài khoản để rà soát đối tượng nghi ngờ giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán cũng đang được triển khai hiệu quả. Cho đến cuối tháng 8 năm 2023 thì đã có 27 tổ chức tín dụng đã liên hệ và làm việc với C06 của Bộ Công an để triển khai làm sạch cái dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán
và có 42 tổ chức tín dụng thì đã và đang triển khai cái ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, và có 7 tổ chức tín dụng đã liên hệ với C06 để mà làm việc rà soát cái đối tượng nghi ngờ giả mạo các loại giấy tờ với cái dữ liệu về sinh trắc học của căn cước công dân để phục vụ cho công tác phòng chống cái tội phạm. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án hỗ trợ các ngân hàng làm sạch dữ liệu, đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến với thông tin chủ thuê bao di động. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán, hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá thị trường, phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Để chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát trong các tháng còn lại của năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị thông báo trước đó. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế để kịp thời cảnh báo các nguy cơ và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát lạm phát cơ bản và tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung. Sau khi Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, Hải Phòng được UNESCO công nhận là quần thể di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhiều người làm du lịch đã đặt ra vấn đề cần có ban quản lý chung. Doanh nghiệp, chuyên gia du lịch lo lắng trước thực tế là cần phải thống nhất trong công tác quản lý chung cho quần thể di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Cát Bà. Ông Heidiki Hino đã từng có một chuyến du lịch đáng nhớ trên du thuyền chạy trên tuyến Vịnh Lan Hạ. Lần này ông quay trở lại đây với vợ, đặt thêm một tour mới để có thể trải nghiệm trên cả hai vịnh. Việc chia cắt địa giới hành chính giữa Vịnh Hạ Long và Lan Hạ không phải là điều quan tâm của hầu hết những du khách nước ngoài như vợ chồng ông. Tôi đã có chuyến trải nghiệm tuyệt vời bằng du thuyền ở trên vịnh. Tôi đã được tắm biển, được đi thuyền kayak, thăm hang sáng tối và được câu cá bất cứ lúc nào. Với tôi, trải nghiệm trên thuyền mới là quan trọng. Ở góc độ doanh nghiệp và du khách, đại diện doanh nghiệp này cho rằng nên thành lập một ban quản lý chung để góp phần xóa bỏ tình trạng ngăn sông cấm chợ đã tồn tại nhiều năm qua giữa Vịnh Hạ Long và Lan Hạ. Nếu thông tuyến, tàu mang số hiệu Hải Phòng có thể vào sâu trong cảng Tuần Châu hoặc một số cảng khác của Quảng Ninh để đón khách. Hiện tại các chủ tàu phải sử dụng một loại tàu nhỏ chở khách từ bến Tuần Châu ra vùng nước giáp danh giữa Vịnh Hạ Long và Lan Hạ để đưa khách lên tàu to. Đúng là chúng ta nên có một ban quản lý chung thì đấy sẽ là rất tốt nhất. Thì thứ nhất là doanh nghiệp, những kiểu doanh nghiệp vận hành họ có thể xin phép một đơn vị thôi và cái chi phí cũng rẻ hơn rất là nhiều. Tàu trung chuyển nó cũng không được an toàn bằng tàu ngủ đêm, thì đấy là cái vấn đề. Thì khi mà nếu mà chúng ta được vào sâu hơn trong vịnh Tuần Châu để vòng trong Tuần Châu để cho làm khách thì cái chi phí nó ra vận hành nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và hơn nữa là cái quan trọng nhất này, khi mà hai bên gộp thành một ban quản lý thì khách có một hành trình nó thực sự là phong phú đa dạng hơn rất là nhiều. Với sự kiện công nhận cụm quần thể Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới, Hạ Long, Cát Bà trở thành cụm di sản thứ 23 và là cụm di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Vấn đề đặt ra là việc khai thác di sản song song với bảo tồn giá trị di sản sẽ được thực hiện như thế nào? Bởi khi cả Hạ Long và Cát Bà đã không còn là di sản riêng của địa phương hay của quốc gia, mà nằm trong quỹ đạo điều chỉnh chung của các di sản thế giới. Cái được lớn nhất đầu tiên của ta là tạo ra một cái xung lực đảm bảo một sự hài hòa cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. Các danh hiệu này là đi cùng với một cái kế hoạch bảo tồn một cách chi tiết, một cái ý chí rất là quyết liệt của địa phương. Khi mà để mà đưa ra công nhận thì các địa phương phải có những cái cam kết, và như vậy thì
thì tôi cho rằng cái lớn nhất của đấy là ngăn là đảm bảo sự cân bằng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Câu chuyện xây dựng và phát triển những di sản liên vùng, liên tỉnh vốn không phải là vấn đề mới đặt ra. Du lịch Việt Nam cũng được đánh giá là có lợi thế khi sở hữu một kho tàng di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của nhân loại phong phú. Vì vậy, câu chuyện bắt tay nhau để đi cùng nhau và đi xa hơn, nhất là xây dựng các thị trường du lịch cạnh tranh lành mạnh để cùng vươn lên vẫn đang là thách thức đặt ra hiện nay. Thưa quý vị, hình ảnh đi xin từng xô nước, chia nhau từng chậu nước để sinh hoạt, câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở thời bao cấp, thế nhưng nó lại hiện hữu gần một tuần nay tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Hàng ngàn hộ dân nơi đây đang phải sống trong tình cảnh thiếu nước. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, phải xoay sở mọi cách để có nước sạch sinh hoạt. Nhiều ngày nay, cứ 20 đến 23 giờ hàng ngày, hàng nghìn hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà phải thay nhau xếp hàng chờ lấy nước từ những chiếc xe bồn chở nước như thế này. Mặc dù đã đóng tiền nước hàng tháng đầy đủ, thế nhưng họ luôn rơi vào tình cảnh thiếu thốn nước trầm trọng. Những bể chứa nước ngày nào cũng cạn chưa đáy. Và để có nước nấu cơm, chị Đồng Thị Thu Hương đành phải sử dụng bình nước mua sẵn, giặt rũ thì sử dụng nước đi xin, còn tắm thì đi tắm nhờ. Cuộc sống đã khó, nay lại càng khó khăn hơn. Thật ra từ hôm mất nước đến giờ thì gia đình tôi chỉ có nước đi xin về này, đi xin về để với lại có nước xe bồn của cư dân về thì nên hứng để dùng nước sinh hoạt, còn bình thường thì nấu ăn chúng tôi cũng phải hạn chế, ví dụ như là một ngày thì hầu như là phải đi mua những cái đồ ăn sẵn mà không liên quan thì đến rửa ráy nhiều thì để dùng cho gia đình, hạn chế những đồ ví dụ như nước ngoại rau mà phải rửa nước đấy thì chúng tôi cũng hầu như là không được có ăn. Bình thường thèm rau thì chỉ mua cái củ quả để rửa nào để cho đỡ tốn nước. Cuộc sống của cư dân ở đây hoàn toàn bị xáo trộn. Người dân ở đây người ta phải tốn kém rất nhiều về kinh tế, về mặt tinh thần. Các sinh hoạt hàng ngày của người dân không được đảm bảo. Dân phải tự đi mua thùng xô về để tích trữ nước và phải đi xin nước ở các vùng lân cận. Và người dân đã phải bỏ tiền ra để quyên góp để mua nước sạch, nước xe bồn, những cái xe tét nước trở về để tự phục vụ cho chính bản thân mình. Phản ánh với phóng viên, cư dân Thanh Hà cho biết tình trạng mất nước cũng thường xuyên diễn ra. Họ đã nhiều lần kiến nghị lên đơn vị cấp nước và ban quản lý tòa nhà nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Không có nước để sử dụng, người dân sống trong muôn vàn khó khăn, bức xúc khi phải đi mua, đi xin từng xô nước, không chỉ khiến cuộc sống đảo lộn mà kinh doanh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì tình hình mình kinh doanh đây thì bắt đầu là chiều ngày 14 thì mình thấy mất nước thì rất là khó khăn vì vấn đề mình là bên ký ốt kinh doanh cho nên là sử dụng nước cũng tương đối cho nên là cũng gây rất khó khăn cho vấn đề kinh doanh. Mong muốn là sau để các cấp chính quyền làm sao giúp đỡ cho dân để có nguồn nước để sinh hoạt, để cho ổn định cuộc sống, để cho vấn đề kinh doanh bên chỗ các ký ốt kinh doanh để có nước để kinh doanh, không bây giờ thì mọi vấn đề chi phí nó đều quá cao nên là vấn đề thua lỗ lại xảy ra. Câu chuyện thiếu nước sinh hoạt nếu vẫn còn tiếp diễn, không biết rằng cuộc sống của những cư dân tại đây sẽ tiếp tục như thế nào. Và đến thời điểm hiện tại, người dân cũng chưa nhận được một thông báo chính thức từ chủ đầu tư, đơn vị cấp nước lý giải về tình trạng thiếu nước trong những ngày qua. Và họ không còn cách nào khác ngoài sự chờ đợi phương án xử lý từ cơ quan chức năng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đề cập trong phóng sự sau. Tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Phương Nam từ trường quay thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đoàn khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2023. Ngày hội thu hút hơn 3.000 sinh viên học sinh, người lao động tham gia tìm việc làm trực tiếp tại 20 doanh nghiệp cùng hàng ngàn vị trí làm việc tại sàn giao dịch trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP.HCM.
Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, người lao động, nhất là sinh viên vừa tốt nghiệp tiếp cận với thị trường lao động, việc làm với nhiều ngành nghề tuyển dụng số lượng lớn lao động như công nghệ thông tin, cơ khí, môi trường, xây dựng, kinh tế tài chính, logistics, xuất nhập khẩu, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt, ngày hội còn giúp sinh viên, người tìm việc có cái nhìn đa chiều và thực tế về nhu cầu tuyển dụng, những kỹ năng cần thiết của người lao động trong thời kỳ kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, giúp sinh viên và người tìm việc xây dựng được định hướng nghề nghiệp của bản thân cho tương lai. Đây cũng là dịp để nhà trường nắm bắt kịp thời tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần, từ đó đào tạo lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Loạt ngân hàng như BIDV, Vietinbank, Cbank, SHB, HDBank, VPBank đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP, cổ phiếu dành cho người lao động của công ty, bán cổ phiếu quỹ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành tối đa gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành trong quý tư. Tương tự, Hội đồng Quản trị Vietinbank cũng vừa phê duyệt phát hành hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74%. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý tư. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietinbank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên 53.700 tỷ đồng. Ngân hàng vừa chào bán xong toàn bộ 30 triệu cổ phiếu quỹ cho 493 cán bộ công nhân viên, giúp tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên tới 6,7 tỷ cổ phiếu, ước thu về hơn 300 tỷ đồng. Cbank cũng dự kiến phát hành 42 triệu cổ phiếu ESOP trong năm nay. Đối tượng được mua là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Cbank và các công ty con của Cbank. Giá phát hành là 12.000 đồng mỗi cổ phiếu. Trên mạng xã hội đang có một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng hoặc nhu cầu tăng hạn mức thẻ tín dụng nhưng do chưa đủ điều kiện nên ngân hàng chưa cấp hạn mức. Vì vậy, ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ cũng như mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào, kể cả nhân viên ngân hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho biết, tại ngân hàng không có bất cứ quy trình, thủ tục nào yêu cầu người dân phải cung cấp đầy đủ thông tin thẻ gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV, mã OTP như cách mà các đối tượng lừa đảo thực hiện. Để phòng ngừa, ngoài việc bảo mật nêu trên, người dân cần thường xuyên kiểm tra thông báo biến động số dư. Trường hợp có nghi ngờ mất tiền, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết. Để đảm bảo việc đánh giá kết luận các nội dung về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi được khách quan chính xác, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quyết định gia hạn thời gian kiểm tra đến ngày 18 tháng 10. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, còn gọi là xe khách Thành Bưởi, đến hết hôm nay ngày 18 tháng 10. Việc gia hạn thêm thời gian nhằm đảm bảo việc đánh giá kết luận các nội dung về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi được khách quan chính xác. Trước đó ngày 5 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với xe khách Thành Bưởi. Thời gian kiểm tra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 10. Các hoạt động kiểm tra bao gồm chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải của công ty. Sau kiểm tra, đoàn tổng hợp báo cáo kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim Đất rừng phương Nam đạt doanh thu hơn 54 tỷ đồng dù chỉ mới mở các suất chiếu sớm. Với kết quả bán vé khả quan trong cuối tuần đầu tiên, bộ phim Đất rừng phương Nam quyết định đẩy ngày chiếu chính thức lên thành ngày 16 tháng 10 thay vì ngày 20 tháng 10 như dự kiến trước đó. Tối 16 tháng 10, Cục Điện ảnh xác nhận bản phim chỉnh sửa đã ra rạp, thay đổi một vài chi tiết. Theo đó, dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất Phương Nam được đưa lên đầu phim. Bên cạnh đó, điều chỉnh cụm từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội trong tất cả các câu thoại liên quan. Các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu, được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này. Phía nhà sản xuất cũng cho biết thêm, các đơn vị đồng sản xuất thống nhất về quan điểm đoàn làm phim và mong muốn thông qua việc chỉnh sửa như trên, khán giả sẽ được tiếp cận và trải nghiệm tốt nhất bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Vừa qua, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo kết quả chương trình bình ổn thị trường với 8 mặt hàng thịt heo năm 2023
và kế hoạch Tết Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, giá các mặt hàng thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường giảm bình quân 4.100 đồng một ký, tương đương 4%. Cụ thể, thịt đùi từ 117.000 đồng một ký giảm còn 115.000 đồng một ký, thịt nạc vai, đùi từ 157.000 đồng một ký giảm còn 155.000 đồng một ký, thịt cốt lết từ 135.000 đồng một ký giảm còn 131.000 đồng một ký. Giá chân giò giảm nhiều nhất từ 122.000 đồng một ký còn 115.000 đồng một ký. Với các giải pháp can thiệp, mặt bằng giá thịt heo bình ổn thị trường luôn thấp hơn giá bình quân các mặt hàng cùng loại trên thị trường từ 5,8 đến 29,76%, đạt mục tiêu đề ra. Trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp chủ động thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược kinh doanh của mình để kích cầu. Kế hoạch tăng toa, tăng chuyến và mở bán vé tàu Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 vừa được Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin. Năm nay, kế hoạch chạy tàu Tết được tính từ ngày 26 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ga Sài Gòn cho biết, từ ngày 15 tháng 10 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và đến ngày 20 tháng 10 sẽ triển khai bán vé cho các cá nhân. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 chỗ. Số cung ứng dịp Tết năm nay khoảng hơn 200.000 chỗ với 390 chuyến tàu. Theo tính toán của ngành đường sắt, từ năm ngoái tới nay, giá xăng dầu đã tăng 6%, do đó vé tàu Tết 2024 cũng có điều chỉnh tăng từ 1 đến 4%, tùy theo ghế ngồi và loại tàu so với ngày thường. Đơn vị cũng đã nâng cấp chất lượng tốt hơn, giá vé giường cho chặng dài nhất có giá cao nhất là 2.950.000 đồng và thấp nhất là 1.900.000 đồng. Bà con là chúng ta nên mua vé qua các cái trang web đã được ngành đường sắt công bố, hoặc là mua vé ở các cái nhà ga, ở các cái điểm bán vé, ở các cái đại lý, hoặc là qua cái tổng đài giao vé tận nhà để được tránh mua qua cái các đối tượng cò mồi chợ đen thì mua nhầm phải là vé giả, vé không hợp lệ và không có giá trị đi tàu. Về công tác an ninh trật tự, cái điểm nóng nhất trong cái công tác bán vé tàu Tết đó là ở ga Sài Gòn. Thì trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương để mà tổ chức đảm bảo công tác an ninh trật tự là chống cò mồi chợ đen. Bằng các hình thức bán vé qua hệ thống Internet, ứng dụng trên điện thoại thông minh, tổng đài, đại lý ủy quyền chính thức của ngành đường sắt trong những năm gần đây đã tạo được thuận lợi cho hành khách, giúp người dân chủ động được thời gian đặt vé, thoải mái chọn lựa vị trí ưa thích, không phải mất công đi lại, xếp hàng chờ đợi. Tránh được các rủi ro như bị trộm cắp, móc túi, mua phải vé chợ đen, vé giả. Dùng cái đường link của đường sắt vietnam.com á, khi mà chị xài thì chị vô chị có thể chọn được cái nhiều cái chuyến tàu SA1, SA2, SA4 gì đó. Thì mình bấm vô mình chọn, giờ nào mình thích đi thì mình chọn. Rồi cái chuyến tàu nào mà có cái ghế ngồi mình thích mình chọn. Nói chung việc lựa chọn ở trên online nó thuận tiện cho mình hơn là mình có nhiều sự lựa chọn. Mình kiểm soát được cái thời gian đi, thời gian đến. Rồi ghế ngồi nào với giá thành, ví dụ như hoang giường nằm nó mắc hơn thì mình kiếm chuyến tàu nào mà nó có ghế ngồi điều hòa nó rẻ hơn, ví dụ vậy. Hoặc là mình muốn giường nằm thì mình kiếm những chuyến tàu đi giường nằm. Kế hoạch tổ chức chạy tàu Tết sẽ có 10 đôi tàu khách thống nhất Sài Gòn, Hà Nội và ngược lại, gồm các loại tàu SE và TN. Ngoài ra, ga Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu cho khách du xuân đến các điểm du lịch từ Sài Gòn đi Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trong suốt thời gian mở bán vé Tết, ga Sài Gòn vẫn giữ nguyên các chính sách giảm giá từ 3 đến 30% cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hoặc các đối tượng là khách mua vé khứ hồi, mua vé đoàn từ 10 trở lên, mua vé đi sớm. Bản tin Kinh tế và Tiêu dùng đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.